Rồi, chào anh em đã đến với Cục Cái Bi Channel. Thì hôm nay về một lô cá hàng mới nha. Hôm nay là thứ mấy à? Hôm nay thứ nào? Cái gì? Thứ ba. Thứ ba ngày gì? Ngày 6. Ba ngày 6. Ngày 6 rồi. Ngày 6 11. Đây coi rõ nè. Ngày 6 mà em mới coi trên kia. 6 11 coi rõ. Về nhiều dòng lắm. Coi đỏ nè. Coi đỏ tiếp. Đây coi đen. Coi đen size lớn luôn nha anh em. Đó. Coi đỏ coi đen. Đó trống nè. Đó. Coi đen. Coi đỏ 80, coi đen 100. Phun rét mắt đen thằng thủy. Đặc biệt đây là phun rét mắt đen nha. Đó, đuôi khổng lồ luôn. Thì tuyển có mấy cặp thôi à. Đó, cá tuyển làm giống nè, phun rét mắt đen. Rồi à. Đây. Ngày đặc biệt đẹp nhất của ngày hôm nay. Phonix. Cá giống nha anh em. Rất là đẹp. Đó, Phonix. Rồi trống nha, rồi tới máy nè. Máy xài đẹp luôn. Đó, trời ơi. Má tao bị luôn. Mấy nó. Nhìn nó kìa. Nhìn heo. Nhìn xuống tay. Ê, cái gì yêu ai mày mà mẹ. Nhìn chóng mặt nha. Cái khủng lồ luôn. Nè nhìn đổ nha. Thôi còn thằng đỡ đổ nha, coi coi thử nha. Đổ vô đây không? À, quay quay dưới đây nè. Nó phải cá mà. Cá giống mà như là khủng long úc đúc không à, nhìn cá đó xài đẹp lắm nha anh em. Này máy nha, máy Phonix, nhớ giùm mình nha. Phonix cái này là tên riêng của nó luôn. Thì tính ra mấy cái này làm cá kho ăn cũng ngon. Đó, thấy chưa? Nhìn được con cá nè. Bự khổng lồ luôn. Kiếm nào bự nhất? Kiếm con nào bự nhất à? Nè, phải không? Nó mang bầu. Nó hú hả? Bự nhất con nào ta? Nếu con này bự nhất rồi. Mập nhất như rồi. Con cá rô vậy á. Thấy chưa? Nó đem mình kho đã mà. Rồi, trống quá nha, quay lại trống cái. Nó trống nhỏ xíu. Trống vậy cũng bự lắm rồi. Trung cá mà. Đợi đợi xíu bỏ trống vô đây. À quên, cái này chưa quay này, quay này quay. Đó, rồng tím hàng tuyển nha anh em. Lên được ít rồng tím hàng tuyển nè, cực đẹp luôn. Đấy. Rồng tím hàng tuyển nha. Có mấy cặp thôi nha anh em, còn tiếp còn tuyển. Quay tiếp, quay tiếp, để xíu nữa. Đó. Rồi à, còn gì muối không ta? Nhớ nhớ được. Nghe quay chưa? Coi sọc, ừ quay lại, quay đại luôn. Coi sọc body nha, clip trước có rồi nhưng mà quay lại. Giá 300. Rồi quay hai cơ nè. Tiger Thắp Môn, bên đó là trống nha, toàn bộ là trống. Mới thắp xuống như này nhìn nó mới thấy. Đó, Tiger Thắp Môn. Trống á, anh em muốn lấy trống có riết bông hay không riết bông thì đều được. Còn máy thì toàn bộ là máy có riết bông hết. Thì như mình đã nói những clip trước á, trống riết bông á thì sinh sản kém hơn trống thường. Đó là nhu cầu của mình thôi. Là trống riết bông sẽ đẹp hơn rất là nhiều. À, ở đây có rồng xanh xay cối nữa.
Đó, đồng xanh xe bự nè. Máy bự. Rồi này không phải là đồng xanh tuyển. Đồng xanh tuyển là khác nữa, này là đồng xanh thôi. Đó. Rồi, thôi bên đi học đi. Làm chứ. Rồi, tóm lại là đợt này có nhiêu đó thì mới. À, quên. Đây là có full red rip bông nữa nha anh em. Để đây đi. Đợi xíu quay nha. Full red rip bông. Mẹ cái hàng hot nhất thì lại quên quay. Này gì vậy? Này gì đó? Không gì cả. Full red rip bông lại tí rồi tí. Để lên hồ cho mới thấy được rip bông. Rồi, full red rip bông. Thấy chưa? Red rip bông. Đó, rip bông là cái râu râu dưới đó. Chống rip bông nè. Thằng này chống máy rip bông luôn nha. Còn máy rip bông nè. Đó. Rồi ok ba em. Đó, phun red rip bông nha. Hàng mới cực kỳ hot. Có mấy cặp thôi. Còn gì nữa ta? Hấp lách lu thì mới về nè. Hàng đẹp. Đó, hấp lách lu. Đất lu cũng mới về luôn. Đất lu cũng mới về. Cá bổng đẹp. Đó, quay rất là đẹp. Thấy chưa? Nhìn sơ qua đây nè. Thấy đẹp rồi. Hấp lách red. Red hàng 150, hàng tuyển thì đang hết. Rip coi rip bông mà con rip bông thịt đen. Rồng đỏ 40k một cặp. Đỏ đây cũng 40. Rồng đỏ này hàng nhập. À rồng đó hàng nhập nè. Đỏ hàng nhập thì con máy đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thân máy chưa? Rồng đỏ hàng nhập nha anh em. Sắp tới mình về luôn hàng nhập mình quay cho anh em xem lại tiếp. Đó, rồng đỏ nhập nè. Máy là đã chưa? Đó. Này là full gold hàng nhập. Gold hàng nhập thì nhìn cái màu nó sẽ tươi hơn đó không? Đó, màu rất là đẹp. Rồi. Rồi tạm biệt anh em, đây mình soạn hàng lại đây. Gold này 100 nha. Đó. Rồi bye bye anh em, nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.